Chào các em, hôm nay chị đang cần một tấm sticker hoạt hình Kibi khá dễ thương về cô nhân vật tóc màu cam. Xanh này là nhân vật chính rồi các em. Chị sẽ khui cái tấm sticker này ra để cùng khám phá xem là bên trong tấm hình này là bao gồm những nhân vật hoạt hình nào nữa nha. Các em cũng khui với chị nào. Chị sẽ dán các nhân vật này vào một tấm bìa màu trắng bên dưới này nha. Đây, nhân vật cô gái tóc màu cam cột hai sừng đang ẵm một chú thỏ con gấu bông khá là xinh xắn. Cô gái này hình như là đang trong độ tuổi đi học đó các em, mặc bộ đồ khá là đẹp, bộ đồ màu tím khá là xinh nha. Chị sẽ dán cô bé này vào góc bên trái của tấm bìa nhé. Đây, ở một hình khác thì cô nàng tóc màu cam này là đang cài nơ, chiếc nơ màu đỏ nha các em. Chị sẽ lột cô ấy ra cho các em cùng xem nè. Đây, cô bé đang ngồi cạnh một chú gấu bông màu vàng đang cài một chiếc nơ màu hồng. Bên trên cô ấy thì có một vòng dải cầu vòng khá là xinh xắn, đủ màu sắc luôn. Cô bé của chúng ta mặc bộ đồ khá là cute phong cách nha. Chị sẽ dán cô ấy vào phía dưới này. Ba nhân vật chính của chúng ta sẽ lại tiếp tục xuất hiện với một chú gấu bông nữa. Gấu bông này nhìn hơi khá giống với một chú cún màu trắng nha. Đặc biệt là nó có tóc nè, tóc mái nè. Hình như cô nàng đang dùng lược để chải tóc cho nó đó. Nhìn rõ chưa? Chị sẽ dán vào mặt phía dưới này luôn nha. Rồi. Đây. Cô nàng vẫn là cô nàng tóc màu cam, cột hai sừng bên bạn gấu bông. Bạn gấu bông này đang như một mắt trông cô ấy thiệt là vui vẻ đúng không nào. Chị sẽ dán vào mặt tóc này nha. Rồi chị sẽ tiếp tục dán các nhân vật còn lại vào bên dưới tấm bìa này nha. Cô bé này là cô bé tóc màu xanh, màu xanh lam. Chị sẽ dán cô bé ở phía dưới này. Vẫn là cô bé tóc màu xanh lam, cột hai sừng, mặc bộ đồ khá là phong cách. Một chiếc áo thun màu trắng với quần jean bó ôm và mang đôi giày tay màu hồng khá là xinh luôn. Chị sẽ dán bên góc bên này nha. Rồi, chị sẽ dán một cô nàng hai sừng nữa, nhưng mái tóc của cô ấy lại là tóc màu tím nha các em. Mặc một chiếc tằm khá xinh luôn. Cô ấy đang làm biểu tượng hai. Rồi, cô nàng tóc màu hồng khá dễ thương bên chiếc áo màu xanh lam cùng với chiếc đầm màu hồng phấn điểm nhẹ với những họa tiết nơ và dân kiệu khá là bắt mắt. Bên trên cô ấy là có một cô nhóc cũng hai sừng đang chụp hình với hai chú gấu khá là cute. Đây, chị sẽ dán phía dưới này nha. Chị sẽ dán liên tục những hình trống nha các em. Đây, cô bé hai sừng chụp bên một bạn gấu màu xanh rêu.
một cô bé tóc vàng, móc la nhẹ màu hồng, cột hai sừng, bên một bạn gấu nữa còn khá là xinh luôn. Đây là toàn bộ hình sticker tuyệt vời dáng các nhân vật có trong hình này các em. Đa số là những cô nàng khá là xinh xắn trong bộ truyện nào đó. Cô nàng tóc cam, cô nàng tóc tím, xanh lá, tóc hồng và tóc vàng. Các em thấy các nhân vật hoạt hình trong này có đẹp không nè? Nếu cảm thấy đẹp thì hãy nhớ like và share kênh của chị nha. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.